cố gắng về để mình có dịp để mình gặp nhau để hàn huyên tâm sự, để mình chia sẻ những cái cay đắng ngọt ngọt bùi của trong cuộc đời của mình, đời sinh viên, rồi lúc còn sinh viên và chuyển ra đây nữa. Số đó cũng giống cái hành trang của mình, để rồi giúp cho mình để mình tiếp tục đi con đường còn lại nữa. Mấy chị em của mình mà nhất là khóa một á, có lẽ là giỏi lắm ha, đi giỏi lắm là nếu mình giỏi lắm thì chắc là 10 năm. Đâu phải ráng cho bạn thầy, phải ráng cho bạn thầy à, không phải không để phải ráng cho bạn thầy á. Mỗi lần mà con mình đi qua bên Cali thì mình anh em ngồi ăn hợp lại thì nói là khi tới 60 tuổi rồi cả gì đủ vốn rồi. Con nói có bệnh hoạn đừng có lo gì hết.